Xin chào mọi người, mình lại soạn tiếp cho mọi người tham khảo cái con laptop Dell 5300 nha mọi người. Dell Latitude 5300, đây là bản màn hình 13.3 inch, màn hình Full HD, rất là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Cái date sản xuất của máy này là sản xuất năm 2020 nha mọi người. Và nó là cái cấu hình Core i7 8665U nha mọi người. 8665U là ví dụ như 8650 á, thì nó là hình như là 2.0 á, ở trên 7390 á, còn này 8665 thì mình thấy là hình như 2.1, nó hơn chút xíu vậy đó. Dạng vậy nó cũng là i7 8665 ha, 8 CPU, RAM 16GB và SSD là 512GB. Cái này thì văn phòng là quá tuyệt vời luôn mọi người, tại vì á là ổ chứa nhiều, RAM cũng nhiều nữa, sử dụng văn phòng, sử dụng cho việc học hành rồi vậy á, mà mình cần máy tính laptop soạn thảo hay làm việc rồi vậy, chỉ cần không có phải là làm những cái gì mà liên quan tới đồ họa là được. Còn cái cấu hình như vậy là rất là ổn luôn. Ở bên trong này thì phím còn khá là đẹp, mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế là dán vào là đẹp, đẹp nguyên luôn nha mọi người, y chang vậy thôi, che những ký tự Nhật đi và hả zin mềm êm xịn của phím Nhật. Core i7 Gen 8 nè. Cái số điện thoại là của hãng Dell đó mọi người, ở Nhật á, đã dán vô mà lột ra thì thấy thời để vẫn được, thấy nó còn mới quá. Ở bên này cũng vậy nè, tem của Dell ha, sử dụng cực kỳ ok. Cái máy này được cái á, là nó có cái đợt này về mọi người, đợt này về 5300 là mình về chừng này nè, ngày hôm kia mình khui, mọi khi 5300 lai rai cái thỉnh thoảng bắt một hai con, nay về 5300 chắc phải được 20 con á, phải 20 con, 5300 đó nha. Thì tất cả cái 5300 đợt này đều có cạc 4G hết mọi người, đều bỏ sim ok hết nè đó, rất là ok luôn. Tại vì cái mình mua thì ở bên Nhật cũng tùy theo đợt mà công ty người ta ra theo cái option của nhà sản xuất, có thể là người ta sản xuất 5300 y chang như vậy, có khay mà để sim đó, hoặc là cũng có chỗ thì nó không có, thể nó không làm để sim luôn, tùy theo cái bản. Nhưng cái bản này là tất cả đều để sim hết nha mọi người, có sim hết theo cái option của nhà sản xuất, làm cho cái công ty đó đặt hàng như vậy và người ta làm, ví dụ như người ta cần đi lại hay gì đó người ta làm như vậy. Còn mình ở đây thì ở Việt Nam mình thì nhiều khi mình cũng không có cần bỏ sim làm gì, nhưng mà dành cho những ai mà mình hay đi công tác rồi vậy đó, có thể là đi nước ngoài, mình thì mình không có rành lắm về cái việc mà mang sim đi nước ngoài như thế nào, nhưng mà nếu mà đi vùng sâu vùng xa là ok. Giống như nhà mình á, quê ở Đắk Nông, mỗi lần mình về cũng phải mua cái sim 4G nhét vô cái laptop để làm việc đó mọi người. Phải như vậy, tại vì á là ở đó wifi không có, wifi chán lắm ở xã đó, cho nên là mình thấy là nếu mà ai mà ở tỉnh mà cái công việc mà hay đi tỉnh nhiều thì cũng nên sắm cái laptop mà vừa tiện vừa gọn vừa nhanh mà cần có 4G ha. Đây 4G là mình đã bỏ sim của mình mà mình thử là ok nha mọi người, nhận ok. Mình bỏ cái sim Vina là máy thì hoàn hảo rồi, mình nghĩ là vừa là cái cấu hình rất là ổn nè, không có lỗi lầm gì hết, màn hình Full HD, máy là nhanh mượt lắm, cái dòng này là chạy nhanh cực kỳ nhanh luôn á. Đây mọi người, sản xuất 2020 tại Japan, tính ra nếu mà ở bên Nhật thì còn mấy bữa nữa là hết bảo hành rồi nè. Cái này là tháng 10, bây giờ tháng 7, tháng 8 rồi mọi người. Nên là tính ra nếu mà ở Nhật thì còn bảo hành hãng được 2 năm nữa, lộn 2 tháng nữa. Rồi máy hoạt động hoàn hảo ha, và báo cái giá cực kỳ tốt luôn. Quên, chưa quay ở bên ngoài này. Đây, bên ngoài thì cũng không có bị cứng móp hay bể gì đâu. Nói chung là cái dòng này thì nó bóng. Nó chỉ ví dụ như nó có cái dấu, ví dụ như đôi lúc đã qua sử dụng rồi thì nó có cái dấu hơi, cái này thì cũng hơi trầy, rất là nhẹ, sứt lông mèo vậy thôi. Chứ còn thực sự ra mọi người nhìn qua ánh sáng là nó bóng vậy đó, nó không có bị lồi lõm hay gì hết. Đây nè, chỉ có trầy chỗ này nè. Cái giá thì cực kỳ tốt á mọi người. Từ từ để mình quay cái chỗ trầy xong mình báo giá luôn cho mọi người xem ha. Đây, có trầy, quay nó không có được rõ, trầy xíu xíu chỗ đó nè, nhìn nghiêng thì thấy đó. Bên này không có, bên này ok nha mọi người, chỗ này thì xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi. Nói chung á là bị chỗ này nè, hơi trầy trầy chỗ này, ngõ sạc, ngõ Type-C, ngõ HDMI, USB. Cái này mà giáo viên đồ làm văn phòng rồi, giờ mình sắm cái này là vừa nhẹ, nhẹ chỉ có 1,2 kg, vừa tiện mà vừa nhanh nữa, đầy đủ các ngõ kết nối hết. Giá
Giá con này là nó có trầy mòn sớ ở ngoài như vậy, mình báo giá mọi người là chỉ có 7 triệu 7 thôi cho cái con mà cấu hình rất là cao. Nói chung là dòng dòng văn phòng này là rất là ok rồi, trong cái tầm giá đó thì nó cực kỳ là ok luôn. Con mẫu 2020 7 triệu 7 có sim 4G, ai chốt thì inbox mình ha. Vì á là bởi vì á là nó có nhiều á mọi người, cho nên là giá nó tốt. Ví dụ hết đợt này thì nó sẽ mình sẽ lựa ra, ví dụ như đôi lúc trầy tróc hơn mình sẽ bán rẻ hơn nha mọi người, và có thể là mọi người muốn đẹp hơn thì mình sẽ lựa cái con đẹp hơn cho mọi người, giá nó cao hơn một chút, dạng như vậy đó. Mình lựa đây là lựa mẫu tương đối, có nghĩa là cũng đẹp, cũng ok ở bên trong, bên chỉ có bên ngoài là nó hơi trầy xước xíu vậy thôi à, không ảnh hưởng gì, chỉ có 7 triệu 7 thôi, giá quá ok luôn ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình. Vẫn là bao zin nguyên bản, không có sửa chữa gì hết nha mọi người, hàng là bao zin, lúc nào cũng bao. Mọi người tháo máy ra để xem, đây nè, hãng xuất năm 2020 nè. Cảm ơn mọi người nhiều nha.